chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị đang xem kênh nhé. Giới thiệu với các bác, cô chú, anh chị một cái cây xanh Nam Điền mới bắt được hôm nay. Các bác cảm quan ban đầu là thấy, các bác thấy là đục đúng không? Nó là hạt đục đúng không? Đấy, thì đấy, nói với các bác là đây là bác chủ trước đấy đục chứ không phải là em. Nếu mà em đục thì em đục ít thôi. Tất nhiên bác này đục thì rất khéo rồi, em không chê rồi. Nhưng mà hơi lạm dụng quá. Đấy. Thì ví dụ những cái chỗ như này thì em cũng không có nhất thiết phải đục đâu. Thân nó cũng không đến nỗi run quá đâu mà phải đục. Đấy. Và tất nhiên là đục những cái cổ, chuyển cổ, lấy phần âm, lấy mầm âm là tôi rất thích ở bác này. Tất nhiên mỗi người một phong cách mà. Thì mình về mình chỉnh sửa thêm chút nữa. Có điều là cây này làm thì cũng khá chít để. Có một số cái điểm mà tôi sẽ cần phải xử lý. Nhưng mà đầu tiên là giới thiệu các bác là cây xanh Nam Điền nó cao từ mặt chậu lên là 25 phân, đang vừa mới được trồng trong thùng xốp. Kích thước 35-50. Đấy, bệ bãi thân cốt khá là đầy đặn. Khá là đầy đặn. Cái này bác nhìn ban ngày thì nó ra nó rất là vàng. Đấy, đục, nhưng mà hàng đục, nhưng mà hàng đã trên chậu một thời gian rồi, chứ không phải là hàng đất nhé. Nếu mà đục thì hàng đất thì thôi sợ lắm. Hàng đất nó không bao giờ có những cái bệ bãi nó như này cả. Ít ra trên chậu phải là, hoặc là thùng xốp phải vài năm rồi. Và da rẻ nó trắng, sáng, sạch, vàng. Đấy, thì cảm quan ban đầu là một cái cây khá là thụ đúng không ạ? Khá là thụ và được chuyển cổ này rất là đẹp. Cây thụ cây, một cây cốt đặc. Xanh Nam Điền cốt đặc. Bệ bãi rất là đều, bệ bãi rất là đều. Đấy, cảm quan bắt đầu là như vậy. Thôi cái đục này thì người ta đục rồi thì bảo qua thôi. Sau nó dẹo rõ nuôi tốt là nó cũng hay. Đấy, rất là hay. Rất là hay chứ không phải là hay đâu. Đấy, thì cơ bản là nhìn thấy cái chỗ này là cần phải đục thêm một tí nữa. Đục khuyết vào chỗ này đi một tí. Nó hơi gồ đây. Đấy là một điểm nhỏ. Cái cổ này thì sao chắc đục thấp tí nữa, nhưng mà đang có cái mắt này. Hiện tại thì thực tế ta không nên làm nó đau quá. Thì nó khỏe khỏe ta lại đục dần, chứ đục dần lúc phát ngay ăn ngay là cây nó đuối. Không bo nó kịp bị đau quá. Là một chỗ này là chỉnh sửa nhẹ. Và cái cổ này. Cái tay bên này nó đang chơi vơi. Không rõ là như nào. Thì hình dung các bác phần đầu đây là có một cái cút. Hoặc là một cái đầu đi. Phía bên này, đây là cổ ngọn lắc, đây chuyển âm đây, lấy ngọn lên để chi phóng ra sau đây, để đẩy phía sau. Đây là cổ phần âm, giật lên làm ngọn nhé. Một cái bay sang cái đỡ, một cái lên làm ngọn. Đấy là cái kỹ thuật lấy mầm âm. Có những nhiều người lấy mầm dương. Đấy các bác, thì nó tùy thôi. Nhưng mà mầm âm thì nó có cảm giác nó chiều sâu hơn, bởi nó lắc lượn nhiều lần nó mới lên được. Đấy, thì là có cái phần này. Và phần này thì sẽ cân đối với cái phần này thì có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà cái này đang để hơi cao và chơi vơi không rõ là đi đâu. Phần này đục thì đã đục dẹo rồi, sau nó biến thì sẽ khác. Chắc chắn cây điền nó sẽ biến sẽ khác. Nhưng mà ý tưởng của em là nó có đang có cái gần như cái thớt rời đây này. Đấy, cái thân đặc là từ cái phần bo sẹo này vào này. Bác nhìn kỹ nhá. Đấy, cái phần béo béo này là sẽ vào là cốt thân nhé. Còn cái đây sẽ ra là phần một phần tay cành mọc lên, mọc thẳng lên. Thì phần này nhìn đằng sau sẽ rõ hơn. Đấy các bạn nhìn này. Thì để mà phân tách giữa cổ ngọn và tay cành thì buộc phải xử lý cái này. Thì có thể bây giờ em có thể xử lý luôn là chỉ cưa thôi, chứ bây giờ đục thì vang hàng xóm thì không ngủ được, phiền. Thì sẽ cưa giật tầng, giật một phát đây, giật cấp đây. À đây chứ, như này chứ. Đấy, xong rồi giật xuống, cưa đây. Như này, hai bậc này. Đấy, như vậy thì các bác nhìn nó sẽ gần như là bay cái mảng này đi. Như vậy sẽ thoát cái ngọn này ra. Thoát ngọn ra vào chỗ này không còn bị đơ như này nữa. Đây không còn bị đơ cứng như này nữa. Tất nhiên sau này nó có những cái mầm ở đây. Nó dẹo dọ ra. Thì nó không còn đơ này nữa.
thì lúc đấy đục đẽo sau thì cũng được. Nhưng bây giờ để hình dung dễ thì có thể làm luôn cái này. Đục hơi lạm dụng quá, hơi lạm dụng quá. Cái thân cây này nó là thân khá là lành lặn. Đấy, nhưng mà đấy, ví dụ chỗ này thôi được, chỗ này đục thì được. Còn cái phần này cũng xử lý một miếng đây, cho nó nhẹ bớt cái phần mặt, bề mặt này. Nhưng mà chỉ đục khi mà bên này đã bo rồi, đã bo sẹo thì mới đục. Khi đã méo thì mới đục được. Nhưng mà đục ra thì nó to quá. Đấy. Đấy. Nhìn chung là có cái miếng này đúng không ạ? Đấy, phần sườn vào đây. Cốt đặc sườn bên này nhìn cũng rất hay. Đấy, béo nở đúng không? Béo nở. Chân bệ bệt xòe. Này, nhìn mặt này yêu đúng không? Đáng yêu quá. Đáng yêu đúng không? Bôi keo Nhật rồi, bôi keo tốt rồi, keo liền sẹo. Đáng yêu ở chỗ nhìn thấy cổ ngọn nó rất là đục, rất là dẻo rồi. Đấy. Và cái này thì em xin phép là em cắt luôn để mà, nhưng mà có thể mai thì mới đục cho nó hài hòa thôi. Nhưng mà cắt hạ luôn định hình. Và ở đây giới thiệu các bác là cây này thì chẳng làm được gì, chỉ giới thiệu như vậy thôi các bác. Cũng chưa có chậu thay luôn thì đấy, giới thiệu các bác một cái dung dịch nữa là cái dung dịch kích rễ mà anh em cũng hay dùng, là cái loại Atonic ấy. Atonic các bác nhé. Đấy, cái dung dịch nước ấy, pha với nước, nó là dung dịch lỏng thì pha với nước tưới kích rễ cho cây, kích rễ và nẻ, kích nẻ mầm đại loại thế. Thì bác pha theo tỷ lệ nhé, một gói nó pha được rất là nhiều đấy. Đấy, thì tưới vào thân, tưới vào rễ cho nó ẩm. Cây này thì xin phép dựng camera lên và cắt luôn cái phần này để mai thì đục nốt và sau đấy không động vào nó nữa. Đấy. Các bác nhé. Cái bôi cái keo này nó vàng vàng thì các bác nhìn thấy nó cũng nổi lên là nhiều vết đục. Nhưng thực tế cây này là một cây thân lành lặn và chủ cây là khá mê đục. Tất nhiên bác đục rất là đẹp. Lùa cưa vào đây hơi khó này. Okay.
được cái khẩu mini này. Ừ. Nhìn thấy đã thấy hợp lý hơn chưa? Có phần cao thấp rồi đúng không? Chắc phải cố đục tí các bạn. Xóm kia thì chưa. Kêu lắm, thôi mày cố phát này, thôi thế rồi. Chửi mình lên mệt lắm. Đấy, đây, vừa được cái chỗ này đi. Các bác nhìn thấy nó có dễ chịu hơn là lúc nãy không? Đấy. Đó là trời sáng chứ không phải là khuya đâu các bác. Nên là nó vang lắm, thử vài cái em không được. Thôi đục cái này nó ít kêu thì chỉ đục sơ sơ, mai đằng nào vòng nữa, đục vòng nữa. Đấy, cái cổ này thì vừa đây đây. Vừa đây các bác nhìn. Nó đây. Đâu nhỉ? Nó như nào nhỉ? À đây. Như này. Đúng không? Như này đúng không? Đấy. Đấy, bây giờ nó như này. Đấy. Và ngày mai nuôi cái này. Có cái mắt đây rồi, nuôi nó phồng lên, nó đè cái này. Ngày mai tôi sẽ giật cấp một phát nữa ở đây. Đục phát xuống đây, vét cái này đi. Đục lượn này đi thì cho dễ chịu, thì hạn chế đục toác như này. Đấy, chỗ này xử lý cho nó mềm một tí, cho nó giật mềm một tầng nữa lên.
Đấy, cố gắng để lại những cái da để cho nó này. Này, như này. Được phát này, lượn xuống đây. Đấy, thế các bác nhá. Đấy, chỗ này thì để sau này nó bo đây hăng đục. Đấy, rồi các bác. Cổ ngọn đã rõ ràng. Đây một vai, đây một vai. Đấy. Ngon rồi. Cảm ơn các bác nhé. Được cái mini chơi rồi. Cái này ngâm tonic với lại phơi khô là sống đấy các bác. Sống. Cái mini dài này. Sống. Dâm luôn vào đây. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.